Quý vị đang lắng nghe chương trình Bước với Chúa được thực hiện bởi Hội Thánh Giê-xu. Mong muốn rằng mỗi bước đường trong cuộc sống của chúng ta đều có Chúa đi cùng. Món quà Giáng sinh. Ngày mai là Noel và Della chỉ còn một đồng 87 xu để mua cho chồng của cô một món quà. Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa, một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh. Mắt cô sáng lên. Cho đến bây giờ, gia đình cô chỉ có hai vật quý giá nhất. Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của chồng cô. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh, và trước nữa là của ông nội anh. Thứ còn lại là mái tóc của Della. Della thả nhanh mái tóc dài ống mượt xuống lưng, thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên, cô đứng lặng đi rồi thúc thích một lát. Della bước chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường, rồi dừng lại trước bảng hiệu. Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp. Della cất tiếng hỏi, bà mua tóc tôi không? Tôi chuyên mua tóc mà, bà ta đáp và bảo, hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi. Suối tóc nâu đẹp tuyệt vời buông xuống, 20 đồng, bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc ống ả. Hãy cắt nhanh đi và đưa tiền cho tôi, Della nói. 2 giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng, cô tìm mua quà cho James trong các cửa hiệu, trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng, cô cũng chọn được một thứ, đó là một sợi dây đồng hồ bằng vàng. James rất quý chiếc đồng hồ của mình, nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy thật sợi dây này, cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó. Cô trả 21 đồng để mua và vội vã trở về nhà với 87 xu còn lại. Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm, mình có thể làm gì với nó đây? Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt James. Thế rồi cửa mở, James bước vào. James nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh đứng đó nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên James òa khóc. Đừng nhìn em như thế anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Em đã cắt mất tóc rồi à? James hỏi. Đúng thế, em đã cắt và bán rồi. Vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? Em vẫn là em mà, Della nói. James nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn. Em nói là em đã bán tóc à? Đúng, em đã nói vậy vì em yêu anh. Chợt James vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh yêu em Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra, em sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy. Della sẽ bỏ lớp giấy bọc ngoài ra và kêu lên sung sướng. Trong đó là một bộ kẹp tóc. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô, nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa. Della nâng niu món quà, mắt tràn đầy hạnh phúc. Tóc em sẽ chống dài ra thôi, James. Nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho James và chạy đi lấy. Đẹp không anh? Em đã tìm kiếm khắp nơi đấy. Giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em. James, hãy nhìn nó với sợi dây mới này. Nhưng James không làm theo lời Della. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu, mỉm cười nói, Della, hãy cất những món quà này đi, chúng thật đáng yêu. Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu. Thưa quý vị, nếu bạn hỏi có món quà yêu thương nào mà không bị chi phối qua thời gian, không gian và có giá trị cho mọi người không? Thưa có, món quà đó không phải do con người tặng mà do Đức Chúa Trời tặng. Nó không phải vàng, bạc, châu báu, kim cương, bửu thạch, không phải tài sản, danh lợi, quyền thế trần gian, mà là một con người. Kinh Thánh ghi, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng đoạn 3:16. Kính lạy Chúa, Ngài đã ban cho chúng con một món quà vì yêu thương. Một món quà đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu, con một của Thiên Chúa Toàn Năng. Trong Chúa Giê-xu, chúng con sẽ có đầy đủ phước hạnh quý báu, giá trị cho đời sống thể chất và tâm linh. Trong Chúa Giê-xu, chúng con có sự yêu thương, tha thứ, bình an, hy vọng, chữa lành và có sự sống đời đời với địa vị làm con Thiên Chúa.